khám phá thời trang Nhật Bản cùng các hot TikToker tại Hozo Festival. Ngày 12 tháng 10, bộ đôi hot TikToker Vi Hoàng, Phương Minh đã có mặt tại lễ hội âm nhạc quốc tế Hozo 2022 để cùng các du khách tham gia trải nghiệm sự kiện khám phá thời trang Nhật Bản do MCV Group kết hợp cùng đài NBN tổ chức. Đến với gian hàng khám phá thời trang Nhật Bản, khách tham quan sẽ có cơ hội được tìm hiểu, trải nghiệm văn hóa thời trang Nhật Bản và đặc biệt được tham gia rất nhiều các hoạt động hấp dẫn khác để nhận về những món quà lưu niệm rất thú vị từ xứ sở hoa anh đào. Cùng với đó, khi trải nghiệm gian hàng khám phá thời trang Nhật Bản trong khuôn khổ Hozo Festival, khách tham quan còn được tham gia các trò chơi hấp dẫn, kịch tính như ném phi tiêu và trò Daruma Otoshi, Kenjama, vớt cá bằng vật giấy tiếp sức, vẽ, tranh trên lưng. Để mang về những món quà kỷ niệm đáng nhớ trong mùa lễ hội năm nay, đặc biệt, các tín đồ thời trang hoặc đam mê văn hóa Nhật Bản có thể tham gia workshop có chủ đề làm đẹp với khăn lụa, gấp và làm các mẫu khăn bando, quàng cổ, phụ kiện thời trang. Cùng với đó, ban tổ chức sự kiện cũng tổ chức cuộc thi trình diễn thời trang với phụ kiện khăn lụa với rất nhiều trang phục ấn tượng, cosplay những nhân vật hoạt hình đình đám. Workshop và cuộc thi thời trang sẽ được phát trực tiếp trên các nền tảng mạng xã hội thuộc MCV Network.